Chào mừng anh em đang quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Techroom. Đó là Galaxy M30, một trong chiếc máy được bán độc quyền tại Lazada trong khoảng thời gian vừa qua. Mình đánh giá là một cái giá rất là hời cho một sản phẩm dòng M với hiệu năng, cấu hình và màn hình cực kỳ đẹp mắt. Do vậy nên là mình nghĩ sẽ khá là nhiều anh em sẽ mua máy này về để chơi game. Tuy nhiên thì cấu hình của máy này là Exynos 7904 cùng 4GB RAM thì thật ra nó không khác với M20 được bán hồi đầu năm. Tuy nhiên thì chiếc máy này khá khác ở điểm là nó được chạy lên Android 9.0 cùng với đó là giao diện One UI. Thì không biết với một phiên bản phần mềm mới cùng với dung lượng RAM lớn hơn thì có khác biệt nhiều với chiếc M20 sử dụng cùng con chip hay không. Thì hôm nay mình sẽ để kèm cho anh em xem nha. Mình sẽ cho anh em xem thiết lập đồ họa của game Liên Quân trên chiếc M30 này nha. Về mặt đồ họa thì chúng ta sẽ bật được độ phân giải HD này, FPS cao tức là 60fps và chất lượng hình ảnh tối đa mình đổi lên được là HD. Và đó là một điểm rất là hay bởi vì chiếc M30 này thì có giá rất rẻ nhưng mà nó lại bật được chất lượng hình ảnh HD, trong khi nhiều chiếc máy khác chạy Snapdragon hoặc là ngay cả iPhone 7, 7 Plus thì đều không bật được cái chất lượng hình ảnh này. Mình chia sẻ luôn là máy này chơi HD rất là lag, không ổn định FPS và cũng không đẹp hơn bao nhiêu, nên anh em nên để lại ở mức là cao là được rồi, không cần kéo lên HD. Như vậy là mình đã vào game rồi và hiện tại mình đang chơi ở mức 59-60fps ổn định. Tuy nhiên thì về mặt bản đồ thì chất lượng đồ họa dù mình đổi lên mức là HD và chất lượng hình ảnh cao nhưng mà mình đánh giá đây không phải là một bản đồ quá đẹp mắt. Mình cảm thấy vẫn có răng cưa và viền xung quanh nhân vật, nó không được kiểu mượt mà và sắc nét giống như là những chiếc máy mà chạy Snapdragon. Dù không được đẹp mắt nhưng mà mình cảm thấy là hiện tại là chơi rất là ổn định ở cái thiết lập đồ họa này, một thiết lập đồ họa khá là cao ở cái tầm giá này mà không phải một chiếc máy nào cũng có thể đạt được và chơi ổn định như thế này. Mình gọi là từ từ rồi, ok, có một màn. Thật ra là mình cũng không quá đánh giá và hy vọng cao về con chip này có thể chơi được tốt với tựa game Liên Quân, nhưng mà cuối cùng vào game thì khá là ổn. Ngay cả lúc mình combat và xả chiêu như vừa rồi như các bạn thấy thì mình cũng không hề bị tụt FPS quá nhiều, nó vẫn dính ở 59, 60, 57, 58 là rất là ổn định để chơi tốt được tựa game này rồi. Nhất là sau khi mà cái game Liên Quân này nó có update thì rất là lag và không phải là máy nào cũng có thể mà chơi được ổn định. Bạn này sao bị ngáo ngáo ta, để mình bắn vậy. Hai mẹ rồi. Khi nói về điểm mạnh nhất của chiếc M30 này, nhưng mà nói không phải là cấu hình thì nó là cái gì? Chính xác là cái màn hình. Bởi vì máy này có màn hình thứ nhất là lớn này, thứ hai là sử dụng màn hình Super AMOLED trứ danh đến từ Samsung. Chất lượng hình ảnh rất rất là đẹp và độ sáng, màu sắc lên vô cùng tươi tắn. Mình đánh giá thì đó là một trong những cái màn hình mà đẹp nhất ở phân khúc này. Do vậy là các bạn cần một cái màn hình để trải nghiệm game này hoặc là xem YouTube, xem phim thường xuyên thì màn hình của M30 là một trong những chiếc máy có màn hình tốt nhất. Màn hình tốt như vậy nhưng mà âm thanh của máy thì mình đánh giá không cao bởi vì loa thì khá là nhỏ. Đồng thời với đó thì để cả cảnh dưới, mình chơi game thì chỉ cần che bớt ngón tay đi một chút là mình gần như là không nghe gì. M30 thì có viên pin khá là lớn, tới 5000 mAh, do vậy các bạn có thể chơi được game khá là lâu ấy. Mình nghĩ là Liên Quân thì cũng phải 7-8 trận hết pin được cái máy này. Và sau Liên Quân thì mình sẽ tiếp tục với PUBG. Đó chính là giao diện của tựa game PUBG Mobile và mình sẽ cho các bạn xem thiết lập đồ họa. Đây chính là thiết lập đồ họa mình đang để là mượt và FPS cao. Mức tối đa mà chúng ta bật được là mức HD và FPS cao. Nhưng mà mình cũng đánh giá là ở mức đồ họa này thì chiếc máy này sẽ gánh tương đối khó khăn, nên mình sẽ kéo xuống mức mượt. Đó, mình sẽ để xuống ở mức mượt và mình sẽ chơi game thử các bạn xem thử nha. Lúc mới vào game thì các bạn thấy dù FPS tối đa chúng ta bật được là 30 nhưng mà trong quá trình chơi mình đã hạ xuống thấp hết nhất có thể rồi thì nó vẫn khá là lag. Đôi khi nó hạ xuống còn 23, 24 rồi mười mấy FPS. Nói chung là nó không hề ổn định một chút nào. Rõ ràng thì để chơi PUBG thì chiếc máy này còn phải cố gắng khá là nhiều để mà có thể chơi ổn định được. Rồi, lên máy bay. Chúng ta đến với cái đoạn mà hấp dẫn đầu tiên mà chiếc máy này sẽ phải gánh, đó chính là nhảy dù. Mình sẽ nhảy đại một khu nào đó và kiếm súng, scope lại xe để chúng ta test thử thôi. Mình không quan tâm lắm chuyện bắn người thế nào. Và chúng ta đang ở giai đoạn nhảy dù. Lúc nãy thì khá là lag nhưng mà tới đoạn nhảy dù thì lại ổn định. Bất ngờ chưa? Hiện tại mình nhảy dù đang là 30, 31, 29 FPS. Tính ra là vẫn ổn định. 30, 29, các bạn theo dõi FPS trên màn hình nha. 23, bắt đầu lag dần rồi này. Lúc nãy mình chơi Liên Quân thì không có nóng lắm, nhưng mà chuyển sang PUBG thì có vẻ tình hình nó xấu đi đáng kể. Máy này mình cảm thấy là ấm lên khá là nhanh sau khi mà chơi liên tiếp hai tựa game. Ngược với mình kỳ vọng ban đầu, lúc mới vào game thì lag, nhưng mà sau khi nhảy dù các thứ thì mình thấy nó tương đối ổn định. Vẫn là 30, 31, 29. Em ơi, bắn anh này. Hình như là boss đó các bạn ơi. Rồi mình có một cái scope rồi, mình sẽ kiếm scope thử. Mình quên mất là mình đang cầm khẩu VSS. Khẩu này là có scope khá là to, nên là mình sẽ bật thử các bạn xem. Đó, khi mình bật scope này nọ thì
cũng không có gọi là hiện tượng bị rớt khung hình nhiều lắm. Này, mình sẽ bung scope liên tục các bạn xem để theo dõi trên màn hình thử xem là chiếc máy này có bị hẻ bé hay không nha. Đó, mình bung scope liên tục, bung scope. Ta có xe rồi, mình sẽ lên xe và chạy thử để xem thử là chiếc máy này sẽ như thế nào nếu mình chúng ta chạy xe với tốc độ cao ha. Và có vẻ khi chạy xe nhanh thì máy này hơi lag, mình cảm nhận được có những sự khựng khi mình điều khiển, nó không được gọi là mượt mà lắm. Đó, có những sự drop khung hình nhẹ khiến như mình cảm nhận được là chiếc máy này vừa bị lag. Hiện tại thì khi lái xe thì mức FPS vẫn là 30-29. Khá là bất ngờ khi mà mình chơi cái tựa game này PUBG Mobile và chiếc máy này thể hiện vẫn khá là ổn. Mình nghĩ nó sẽ lag hơn cơ, nhưng mà cuối cùng thì và mình nghĩ nếu những bạn nào mà không có yêu cầu khắt khe và những bạn đó còn chơi hay tựa game này nữa thì 30 FPS là đủ á. Còn mình hay chơi với 50-60 thì nói chung là nhảy xuống 30 là hơi khó với mình. Tổng kết lại thì M30 có những điểm mạnh. Đầu tiên là thiết lập đồ họa của máy này rất là ok, có thể chơi được PUBG ở 30 và Liên Quân ở 60 FPS, đồng thời với đó là chất lượng hình ảnh HD rất là cao. Thiết lập được cao nhưng mà chơi thì chúng ta chỉ chơi được ở mức trung bình thôi. Nếu mà hạ đồ họa xuống mức trung bình thì cả chiếc máy này chơi khá là ổn hai tựa game thông dụng là PUBG và Liên Quân. Còn nổi bật nữa là có một màn hình rất là đẹp và cảm giác cầm nắm tốt cùng viên pin lớn. Nhưng mà điểm yếu là chiếc máy này có cái loa khá là nhỏ và sẽ bị che khi mà mình cầm ngang như thế này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video lần này của Techroom. Các bạn cảm thấy là chiếc máy này chơi game thế nào, hay là muốn so sánh chiếc M30 này với chiếc máy khác trong tầm giá thì để lại bên dưới phần bình luận nha. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.